Trước hết, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu phần nội dung bài của ngày hôm nay. Bài yêu cầu con nói về một cảnh đẹp của đất nước dựa trên một bức tranh hoặc bức ảnh. Vì thế, để nói được thì trước hết con phải quan sát bức ảnh. Đối tượng con quan sát đó có thể là ảnh chụp hoặc là tranh. Trên đây là một bức ảnh chụp về vùng biển. Các con hãy theo dõi xem chúng ta cần quan sát và thứ tự quan sát thế nào để ta chọn được các chi tiết trong phần miêu tả nhé. Thứ tự mà các con cần quan sát. Trước hết, con sẽ quan sát để cảm nhận được vẻ đẹp của bức ảnh này. Tổng hòa chung cho bức ảnh, con phải giới thiệu bức ảnh chụp cảnh gì và cảnh đó ở đâu. Vậy đầu tiên chính là phần giới thiệu, đó là cảnh gì và cảnh ở đâu. Phần giới thiệu còn nêu được vùng, miền, đặc trưng của vùng miền đó sơ qua thôi nhé, ở phần thứ nhất. Và câu trả lời gợi ý của cô là tấm ảnh ghi lại cảnh vật của một bãi biển ở Phan Thiết, một tỉnh ven biển ở Trung Nam Bộ. Đây là ảnh ở vùng biển Phan Thiết. Và như vậy, con đã giới thiệu được cảnh biển ở Phan Thiết và đặc thù đây là vùng miền Trung Nam Bộ nước ta.